Ngồi thẳng lên, ngồi thẳng lên. Hello các bạn, hôm nay có một cái vấn đề mà video này nó sẽ nói về cái chủ đề đó là mở của bạn không thành vấn đề đối với mình. Quan trọng là bạn có làm theo cái sự hướng dẫn của mình hay không. Có rất nhiều bạn inbox trên fanpage hỏi mình là: anh ơi, anh có giải quyết được cái nhu cầu và vấn đề tập luyện của em hay không? Anh có giải quyết được cái đóng mở của em hay không? Anh có xây dựng được chương trình tập luyện của em hay không? Dạ thưa với tất cả các bạn, đó là tôi đã có 3.000 cái video trên YouTube và mỗi năm có hàng triệu người tập luyện theo chương trình của Hoàng Long Fitness rồi. Nên cái chuyện đó nó hết sức là không có gì khó và đơn giản với tôi hết. Không có gì khó và đơn giản với anh là sao? Tại vì nó không khó, nó đơn giản, nhưng mà ở góc độ nào đó nó khó ở chỗ là làm sao tôi luôn luôn suy nghĩ ra một cái chương trình hiệu quả hơn đối với tất cả các bạn. Bởi vì một vấn đề như thế này là khi mà tôi tạo ra cái chương trình tập luyện, tôi tổng hợp dữ liệu, kiến thức, khả năng, năng lực của một cái số lượng chị em phụ nữ, nếu là chương trình tập cho nữ, của số lượng nam giới ở mức bình quân, và tôi giải quyết cái vấn đề của các bạn dựa trên những góc độ về nghiên cứu phân tích khoa học, bao gồm là thói quen, các bạn thường ăn gì, các bạn thường ngủ như thế nào, các bạn thường tập ra làm sao, các bạn hay nản chí như thế nào, bạn bè xung quanh của bạn hay rủ rê bạn ăn uống như thế nào, ADN của người châu Á của bạn ra làm sao. Với ADN của người châu Á và người Việt Nam như vậy, cơ thể của bạn nó thường thích ăn những cái gì, nó thường dễ hấp thụ những cái gì, nó thường dễ tăng mỡ ở những chỗ phần nào. Và với ADN của người châu Á như vậy thì thể lực của bạn thường là bạn đủ sức để bạn tập luyện những cái bài gì, bạn đủ sức để bạn theo cái chương trình ở một mức độ nào. Cái đó là chuyên môn của tôi, là huấn luyện viên Ra Long Fitness. Tôi tự tin tôi làm ra chương trình đó nên tôi bán cho các bạn, nên tôi phân tích rất n mũ n tất cả những vấn đề để giúp bạn thay đổi vóc dáng và tập luyện một cách hiệu quả nhất. Có sẽ rất nhiều bạn theo một cái thói quen tập luyện vô nói là: anh ơi, anh phải vẽ cho em, anh phải thiết kế cho em một cái chương trình tập luyện làm sao mà để anh giảm 5kg trong vòng một tháng đầu tiên, hay là anh cho em tập một lần một tuần 7 ngày cũng được. Tôi mới nói với các bạn ấy rằng: em ơi, em bình tĩnh lại xíu. Còn mà bạn nào mà cuồng quá, bạn nào mà bạn phải cuồng mà hối quá thì tôi kêu: em ơi, em bớt điên lại một chút. Còn bạn nào á mà nói chuyện lịch sự hơn thì tôi cũng sẽ nói chuyện lịch sự lại: em ơi, em bình tĩnh lại một chút. Tại vì sao? Tại vì khi mà em muốn thay đổi vóc dáng, cái ý chí và sự suy nghĩ của em nó nhìn vào những cái video tập luyện, nó sao nhỉ? Não bạn nó sẽ có một cái vấn đề là nó sẽ có một cái sự ảo tưởng. Ví dụ như bạn ngồi, bạn cầm, bạn lít điện thoại, Uni 55kg, lướt xem video Uni 46kg, vậy là chương trình này nó có thể giúp chúng ta giảm trong cả chục ký trong vòng tích tắc. Không, cái này là bạn coi một cái video từ năm ngoái, bạn coi một cái video từ năm nay, bạn coi một cái video từ năm kia, thì bạn nghĩ rằng cái chương trình của tôi nó có thể giúp bạn giảm một lần 5kg trong một tháng. Không, tôi sẽ không đưa bạn vào cái tình huống oái âm đó. Cơ thể của bạn là một thể chế sinh học, cơ thể của bạn là một những tổng hợp những cái tế bào sinh học, nó còn một cái thời gian thay đổi một cách hợp lý, chậm chậm, nó còn một cái khoảng thời gian để mà bạn thích nghi. Nên với người mới tập, tôi luôn thiết kế một chương trình tập luyện khoảng tầm 3-4 buổi mỗi tuần. Tất nhiên là còn tùy cái thể trạng của bạn. Nếu ví dụ là bạn cao 1m52, bạn nặng cỡ 50 mấy ký, cái điều đầu tiên là bạn phải biết được là bạn đang thừa bao nhiêu ký, và với việc bạn thừa ký như vậy thì có thể bạn đang gặp những vấn đề gì về khớp, về trọng lượng, về lực ép lên khung xương khi mà mỗi ngày nó phải cõng, phải gánh một cái khối lượng mỡ thừa như vậy. Có rất nhiều vấn đề bạn cần phải biết, có rất nhiều vấn đề bạn cần phải hiểu. Đó là lý do tại sao bạn cần một huấn luyện viên như tôi để hướng dẫn, để chỉ cho bạn biết, để bạn tránh cho việc bạn lo lắng. Bạn sẽ luôn luôn mà hỏi rất là nhiều câu là: anh ơi, cái chương trình này có tập tạ hay không, anh ơi em tập tạ, cơ bắp của em có to bự như anh hay không? Không, chắc chắn là không, mà anh kéo tới lần nó 40-50kg nó mới bự được. Cái đó vấn đề là của các bạn sẽ có rất nhiều sự lo lắng đó. Tôi hiểu, tôi thông cảm, và tôi làm ra cái chương trình để mà bạn có thể chỉ dựa vào đó bạn áp dụng một cách đơn giản nhất. Đơn giản nhất là làm sao? Bạn mở lên, ngày 1 tập, ngày 2 nghỉ, ngày 3 tập, ngày 4 nghỉ, chỉ vậy thôi, đúng không? Rồi, mở vô ngày 1,
ABC 1234 ABC 1234 bài 1 4 hiệp, ở mỗi hiệp tập bao nhiêu cái, rồi play một phát xem video, play một phát mở đồng hồ ứng dụng đo thời gian lên, tôi làm hết cho tất cả các bạn. Rồi có những cái thanh công cụ ăn trước tập, click vô xem thế nào là ăn trước tập, click vô xem bài khởi động, click vô xem bài giãn cơ. Đó là một cái chương trình tôi nghiên cứu, tôi xây dựng, tôi phát triển để tối đa hóa hết những gì cho bạn. Các bạn dựa vô đó, bạn đơn giản cái vấn đề tập luyện của bạn và tạo cho bạn một cái thói quen, sau đó bạn tập luyện và quay video lại bạn gửi cho tôi để mỗi ngày tôi kiểm tra, tôi động viên bạn, tôi nhắc nhở bạn bài 1 bạn tập sai đó, bài 2 bạn tập gần đúng rồi, bài 3 có vẻ nó nhẹ với bạn quá, bạn hãy tăng lên, tăng mức tạ lên. Bài bữa nay bạn ăn như thế này là không được, bữa nay bạn ăn nhiều đồ béo quá, hay là hôm nay bạn ăn cái gì mà toàn rau không có thịt cá đâu, đúng không, hay là hôm nay bạn ăn gì mà quá trời thịt luôn, cơ thể của bạn không hấp thu hết, bạn còn phải hãm lại, hay là trời ơi sao tối nay bạn đi ăn tiệc bạn ăn nhiều quá vậy, bạn ăn cái nhu cầu của bạn có 400-500 calo mà tối nay bạn quất một cái bữa hoành tráng 3000 calo thì làm sao mà mục tiêu mà thay đổi vóc dáng mà đẹp hơn của bạn hoàn thiện được. Đó là công việc của huấn luyện viên, phân tích, kiểm soát, tư vấn, đưa chương trình, và quan trọng, cái điều quan trọng là bạn có làm theo hay không. Nghe thì có vẻ có rất nhiều thứ rắc rối, nhưng mà bạn tin tôi đi, khi bạn làm mới đầu nó sẽ thật sự đôi khi nó là rắc rối đó với bạn đó. Bạn phải làm quen với việc là tập luyện đúng giờ. Bạn nghĩ trong đầu là bạn có thể tập luyện được 7 ngày, nhưng thực chất là bạn tập luyện cỡ 2 ngày thôi, đến ngày thứ 3 là bạn lết cái chân bạn đi muốn không nổi rồi đó. Thì khi đó là bạn sẽ bị dội, bạn sẽ giống như bị dội gáo nước lạnh vô cái ước mơ bạn thay đổi vóc dáng của bạn nữa. Nhưng mà cứ tin tôi đi, tôi xin cho bạn từ từ để bạn làm quen, là bạn thấm dần dần, chứ không có nào mà ngày nhào vô ngay lập tức mình tập là anh ơi em thấy chị Dung đây bưng cục tạ 40kg 50kg, hù em ra phòng tập em bưng cục y chang vậy, rồi xong ngày mai nằm luôn. Đó đi các bạn, các bạn muốn tập luyện, muốn thay đổi vóc dáng thì các bạn phải cần một huấn luyện viên đưa chương trình tập luyện cho bạn. Tôi thiết kế một cách rất chi tiết, phân tích dưới rất nhiều góc độ khoa học, và bạn hãy làm theo một cách có kỷ luật, hãy làm theo một cách chuyên cần, hãy phản hồi lại cho tôi những gì bạn tập luyện, những gì bạn ăn uống, những gì bạn cảm nhận, để chúng ta cùng tinh chỉnh dần dần cho nó phù hợp nhất đối với cơ thể của bạn, và duy trì cái việc đó lặp đi lặp lại một khoảng thời gian dài, cơ thể của bạn nó mới thay đổi để nó đẹp hơn, nó chuẩn hơn được. Không thể nào vội vàng được, và bạn phải tin là tôi sẽ giúp được bạn, và hãy làm theo chương trình nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Ra Lòng Fitness.